rồi sau đó là các em sẽ so sánh đối chiếu xem trong sơ đồ lắp ráp này và sơ đồ thực tế nó có khác nhau gì không. Thì bây giờ thì mời các em lên để thầy hướng dẫn về cách mà chúng ta lắp ráp. Thầy sẽ mời các bạn hỗ trợ cho thầy là việc quay camera để các bạn phía sau để chúng ta để thực hiện các mẫu đầu tiên các bạn sau là cho gọn gàng cho chúng ta để thực hành sau để chúng ta hoàn thành trong quá trình mà chúng ta đây là bao test mà thầy đã được làm sạch. Thầy các em quan sát là mạch đường mạch rõ ràng và các đường chỗ rõ ràng không bị chập cháy và không bị chập các cái gì này và chập các đầu test với nhau. Đầu tiên các bạn gá bo test đa năng trên bo test đa năng trên miếng dán. Sau đó là các bạn sẽ chọn lần lượt thực hiện như sau. Bước thứ một, thứ nhất là các em chọn linh kiện và trong quá trình chọn linh kiện thì là hướng dẫn hỗ trợ các em là đo đạc và kiểm tra được sao rồi. Thì bây giờ thì sẽ là tổng mẫu là các em muốn làm sao từ cuốn sắt thành linh kiện và các em sẽ cắm linh kiện mỗi chân là một trong bộ hàn. Làm sao đảm bảo kỹ thuật mình. Tương tự như vậy, đối với linh kiện. Đối với những cái diode các bạn nhớ cho thầy là hướng sau khi lắp ráp xong các bạn hướng cho thầy dương ở phía trên và âm phía dưới một đầu vào tại điểm trung tâm để tránh trường hợp chồng chéo với nhau. Sau khi các bạn các em sử dụng xong công đoạn để gắn kiện trên bộ test, chúng ta sẽ thực hiện cái hàng linh kiện. Các em sẽ sử dụng thiếc kết hợp với nhựa không để các em thực hiện quá trình thao tác. Các em nhúng đầu bằng hàn vào một bằng thiếc và nhựa không, rồi sau đó các bạn nhớ để đưa thiếc vào cho linh kiện và kết hợp bằng hàn thao tác. Các em quan sát có thể là mũi hàn làm sao mà bao phủ được linh kiện không nhiều quá, không nhiều quá và mũi hàn phải sáng to. Đây là đầu tiên tương tự như vậy. Như vậy sau khi các em hàn xong rồi thì các em sẽ thực hiện các chân linh kiện. Như vậy thì chân linh kiện nằm dài các em sẽ sử dụng sau khi các bạn thực hiện các linh kiện xong rồi, chúng ta sẽ thực hiện kết nối các chân linh kiện lại với nhau. Đây là cá trên bo và trên giá để thực hiện và các em sử dụng dây có mạ thiết để bạn thực hiện quá trình mà kết nối chân linh kiện. Nếu trong trường mà các em không có dây mạ thiết thì các em sử dụng cái đầu và các bạn chạm để mỏng ở trên đầu dây dẫn để chúng ta kết nối các linh kiện lại nhau để kết nối như sau.
sau khi kem kết nối đúng rồi, chúng ta sẽ gắn plug in để đảm bảo tính xử lý. Tương tự như vậy đối với cái tổ còn lại. Thank you.